Chào ngày mới tới tất cả anh chị bạn nhé. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nhé. Thì buổi sáng nay em xin phép được giới thiệu với tất cả anh chị bạn một lô đất. Một lô đất này là gồm 1H6 này. Đây là mé suối nhá. Đây là suối này. Còn đây là trung tâm, đây gọi là đường quốc lộ 25, đường liên tỉnh đi xuống Phú Yên, Bình Định, Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận. Đấy. Còn chạy lên đây là đi Gia Lai, Pleiku nhé, thành phố Pleiku, quốc lộ 25, đường liên tỉnh. Rồi và đây em sẽ cho bác xem cái miếng đất đây. Đây miếng đất đây thì nó nằm một mép là gần đây, mép suối đây. Đấy. Đấy, lên đến chỗ cái cống đường bê tông kia các bác ấy, là 67 mét mặt tiền. Thì chỗ đây thì nó xoải xuống suối xíu, nó xoải xuống suối. Rồi cho bác xem nốt cái bên trong này, em sẽ đi vào bên trong cho bác xem. Đây là mặt tiền của cái miếng đất đây. Ok, đây là con đường bê tông. Con đường bê tông là vào chỗ khu công ty của hợp tác xã mới. Đấy, thì đây là một đất 1H6 có hai bìa có nhé, 1H6 hai bìa. Con đường bê tông này chạy dài từ đầu đường quốc lộ 25 vào đến phía trong đây là được 130 mấy mét đấy, có đào này dưới kia. Nói chung là suối thì suối khô không có nước, suối kể cả mùa kia thì nó chỉ có, nếu mà mưa tí thì nó có tí nước thôi, còn là suối khô nước luôn. Trục đường bê tông đây, đường bê tông đây là rộng 5 mét đó nhé. Đấy, miếng rẫy này là đang có đào và thuộc gọi đất trồng cây lâu năm, hai bìa, một bìa đến 2051 và một bìa đến 2062, 1H6. Đào thì rất là, cây rất là to. Cuối cái rẫy để cho các xem. Trong đây có thể mình mua xây nhà ở được nhé. Thì đường bê tông 5 mét. Đấy. Đây các bạn này, đấy cái rẫy này là vào đến chỗ đây. Đấy. Dài lắm. Rất là dài luôn đây các bạn này. Đến đây. Còn lại đường bê tông đấy đi vào trong rừng. Bên kia là đây, có này nhìn. Bên kia là công ty hợp tác xã người ta đang xây dựng. Đấy là miếng giấy đấy. Tất cả là 3 mặt tiền, 2 mặt tiền đường bê tông nội thôn, còn một mặt tiền đường quốc lộ 25. Đường trục đường liên tỉnh xuống Phú Yên biển ấy. Rồi đi Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận và Sài Gòn. Đây là công ty hợp tác xã người ta đang xây dựng này. Đấy, rất là rộng, đây là sát công ty hợp tác xã luôn. Người ta đang xây dựng đây. Đây đường bê tông này con này. Đây, trục đường bê tông 5 mét chạy tới chấm quốc lộ 25 kia là 130 mấy mét đấy. Miếng rễ này xoài xoài xuống suối, nhưng mà suối quanh năm là suối khô, không có, không lở gì hết. Hiện tại là rẫy đang có điều 1H6. Nếu mà các bác nào mà, các nhà đầu tư nào mà mua chỗ này đầu tư quán cà phê, đấy quán cà phê thì đảm bảo là cực kỳ đẹp luôn, view là cũng rất là đẹp. Đấy em đang đi ra các bác nhé. Đấy, rộng lắm các bác. Có nghĩa là nếu mà mình đầu tư thì mình cắt mét ngang lại được này. Đất này là lên thổ cư được nha các bác nhé. Chưa có thổ cư nhưng mà lên thổ cư được hết. Tại vì đất trồng cây lâu năm mà. Lên thổ cư đây thì giá nó rất giá rất rẻ chứ không có đắt. Chắc phải làm cái flycam quay thì nó mới chuẩn được. Đấy. Nó mới gom hết được cái hình ảnh của cái đấy, trục đường liên tỉnh quốc lộ 25 ấy.
đây là ngã ba đường nội thôn xuyên ra đường trục đường quốc lộ lên tỉnh này. Đấy, đây là đi Bà Lê Cu và đây là xuống Phú Yên biển. À, trên đây là người ta mua hết và em cũng đã mua rồi. Đấy, em cũng đã mua rồi, người ta mua hết rồi. Bịt đen này. Đấy, các bạn. Đấy, các bạn nhà này 67m ngang mặt đường quốc lộ 25. Đến map đây coi nhé. Rồi nếu anh chị các bạn nào mà thiện chí thì liên hệ cho em số điện thoại là 0338918991 nhá, để được biết chi tiết hơn.